Đây là cái tên của trang trại táo. Đi hái táo nha. Tại vì ở đây á là Linh hay đi với bạn của Linh lắm, nhưng mà hôm nay Linh đưa con Linh đi học. Quên, Linh đưa con đi đi lại sinh nhật bạn rồi ghé ngang đây luôn, cho nên Linh không có rủ ai hết, Linh đi một mình và Linh sẽ đi hái táo. Chỗ này á thì mở cửa vào mùa hè và đến cuối tháng 10 là người ta sẽ đóng cửa. Và mỗi ký táo năm nay mỗi ký táo là 22 đồng 25 cent một ký. Ở đây có hái nho nữa nhưng mà Linh không thích nho ở đây lắm cho nên Linh không có hái. Bây giờ mình ra một con vườn táo đi nha. Có nhiều nhiều loại lắm. Ở phía sau Linh cũng có một loại nữa nè, nhưng bây giờ mình đi ra vườn nhé. Đây là chỗ này á, mình vào mình có thể ngủ cà phê và đi hái táo luôn. Ở vòng vòng đây là mọi người thấy nhiều cây táo lắm đây nè, thấy không? Mọi người nghe cái tiếng lên nó hơi nhẹn đúng không, là tại vì Linh bị sổ mũi á. Cái thời tiết ở đây kỳ lắm. Hôm kia thì trời rất là nóng nha, nóng lắm luôn, ở nhà phải mặc áo tay ngắn. Rồi cái đến hôm qua trời ơi nó lạnh kinh khủng luôn. Hôm nay thì hơi lạnh lạnh rồi. Hôm nay lạnh lạnh thì bình thường thì mùa thu thì nó lạnh không nói gì đi, nhưng mà nó cứ thay đổi theo từng ngày vậy đó. Mình mệt lắm, dễ bị cảm. Nè, táo nè, nhưng mà chỗ này mình không có hái, cho mọi người xem thôi. Mê không? Chỗ cho con nít chơi nữa nè. Đó. Chỗ này là để cho mấy đứa con nít nó chơi đó mọi người. Có hai ông bà già dễ thương ghê. Phía trước mình ở đây chụp hình, nhưng mà Linh không dám quay. Xí xíu cho mọi người coi á. Thấy không, ngay cái góc đó. Đó, họ đang chụp hình đó. Thôi mình quay qua chỗ khác đi, không thôi có gì bị la chết luôn á. Đây là vườn táo là mình vào mình hái nha. Coi bên đây có táo gì, có táo gì ngon mình mới hái được. À, có thể táo này là Cotonet, là cái táo này để mình làm bánh gì rất là ngon. Và để Linh vào Linh tìm nữa, tìm từ từ coi cái chỗ nào ngon mình hái. Chỗ này ít quá, chắc Linh lời trễ tiếp à, cho nên hơi vắng. Good morning. Hello. Con chó của hai ông bà lại chơi với Linh. Đẹp lắm.
cái màu táo á hợp với cái màu nắng ghê chứ. Và sau một tí nữa nha, trong đây có người ta có trồng phúc bồn tử nè, nhiều ha, nhưng mà lâu lắm rồi Linh không có hái phúc bồn tử tại vì ở vườn của Linh nhiều quá mà. Đó, mọi người thấy cái dây treo là nho đó, nhưng mà nho nó không có ngon lắm, nó nhỏ xíu à, nó ít ruột, nhỏ thì ruột là đương nhiên rồi, rồi nó lại chua chua nữa, ăn chán lắm, làm rượu thì chắc được. À thôi không có hái. Đó bắt đầu vào cái khu vườn táo đó, chỗ này là chỗ Linh hay hái, để mình đi từ từ coi. Đầu tiên mình phải hái cái loại táo mà Linh hay ăn mới được. Rồi tao không thấy họ để tên ta, mình nhìn mình đoán được thôi, nhưng mà không để tên thì cũng hơi khó. Đi vào sâu tí nữa nha mọi người, hai bên luôn có táo luôn. Có để tên kìa, có luôn, có tên, có tên. Đây. Mình cứ đi tìm đi, cái nào ngon mình hái. Để Linh thử coi trái táo thì ngon không. Rớt rồi mình đây lấy thôi, chắc nó chín rồi nó mới rớt đó. Mình hái Linh ăn thử, quên em dao nữa rồi. Giòn lắm mọi người ơi, ngon lắm. Mọi người biết không, thường là ở trong siêu thị ở Hà Lan á, là tháng nào mùa nào cũng có táo hết á, nhưng mà nó không có ngon, nó bị xốp á, cho nên Linh hay thích tới vườn hái. Tại vì mọi người cũng biết mà, khi mà mình hái trái cây từ trên cây xuống mình ăn thì nó rất là ngon, nó rất là giòn như trái táo này nè. Nó giòn mà nó ngọt kinh khủng luôn. Còn mình mua trong siêu thị á, nó rẻ hơn, mùa nào cũng có hết á, nhưng mà nó không có ngon. Linh chán lắm, Linh mua về thường là bỏ thôi. Còn mình đi hái cái táo này nè, sau khi vừa ăn vừa nói, Linh hái đầy một giỏ này luôn. Thì Linh để Linh ăn khoảng 2-3 tuần vậy đó. Nếu mà tháng này mình hái, mình đem về nhà, mình để trong tủ lạnh đó thì mình ăn được 2-3 tuần. Mà mình để ở ngoài thì sau một tuần thì nó đương nhiên là nó không có còn ngon nữa. Ngon, ngon ghê luôn á mọi người. Cái tên này thì Linh không thấy tên cho nó, không biết đó là cho mình biết. Quá đi, tháng 10 là táo là ngon nhất, cho nên mình đụng vào một cái là nó rớt. Giờ mình đi qua bên kia mình coi thử cái táo ngon nha. Đừng để thank you.
cho mọi người xem. Cái này á, nó không ngon bằng loại này nha. Cái này nó mềm hơn. Nó mềm và nó xốp hơn, chua hơn nữa, không ngon bằng loại bên kia. Linh quay qua Linh hái cái loại bên kia. Linh hái thêm một vài trái này cho nó đẹp. Còn lại là hái bên này. Hái bên này nó ngon hơn. Đụng vào là nó rớt thôi. Chín lắm rồi. Mua đầy một giỏ luôn. Năm ngoái thì có mấy đứa con nít nó sắp được gần rồi, mà mình sắp không đi sao sắp chạy hết nữa. Au. Linh cảm rồi, nói chuyện thịt thịt hoài. Mọi người biết không, ở bên này á cảm ha, không có đi bác sĩ đâu, có đi bác sĩ người ta cũng chưa về nghỉ ngơi thôi. Hoặc là nặng lắm á, mình chịu không được á thì bác sĩ nói ơi, về uống paracetamol đi là xong, chứ không có giống như Linh mình hút một đống. Tại vì họ để cho sức đề kháng tự nhiên đó mọi người, chứ không có gì đụng tới thuốc không tốt cho sức khỏe. Chị thương không, đẹp không? Hên quá, đất cũng mềm cho nên táo không bị hư. Hôm qua mưa quá trời luôn cho nên đất nó mềm đó. Thế thì cũng ngon. Trái này còn chưa có chín lắm, mình xay trái này xay thì nó nó rớt cái trái kia thì ổn. Đây. Đây. Coi Linh hái được nhiều chưa? Quá trời rồi ha. Túi luôn. Cái này là để ăn bình thường thôi. Rồi một chút Linh sẽ rọ lại cái cây mà cái lúc đầu tiên á, mấy phút đầu tiên Linh nói cho mọi người nghe là cái cây đó làm bánh rất là ngon. Bây giờ Linh phải quay xa xa cái cây này để sang năm Linh tới đây Linh biết là cái hàng nào. Mọi người cùng đếm với Linh nha. Coi như đây là hàng thứ nhất đi ha. 1 2 3 4 5 6. Coi như là Linh sẽ đến cây cây đầu tiên của cái hàng này để Linh hái. Nếu mà sang năm Linh trở lại khỏi mất công đi thử từng cây từng cây, no quá. Coi này, nho tùm lum hết trơn. Giờ Linh phải khiêng cái túi đó đi tính tiền. Trời đất ơi, từ đây tới đó không biết sao mà Linh lê cho hết nữa. Phụ Linh đi. Space is better than a toilet. Yeah. And this is 5, 17.5 kilo. 17 kg mấy? 17,5 kg. Yeah. Đây là phía bên trong của cái chỗ hái táo, một phần thôi. Phần này là để người ta ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu mà thời tiết xấu, còn bình thường thì người ta ngồi ngoài thôi.
Và bây giờ thì mình đi vào cái phía mình trả tiền nha. Hồi nãy là Linh mua 17,5 kg, 17,5 kg là 40 đồng lẻ 5 cent. Để Linh coi lại cái bill có phải 40 đồng lẻ 5 cent nhưng mà hơn 40 đồng nha mọi người. Ở phía bên trong này nè, họ bán đủ thứ đồ hết. Những sản phẩm từ táo và trái lê. Bánh này là họ tự làm nhưng mà Linh không có thích ăn cho nên Linh không có thử. Có trứng gà nữa nè. Còn mấy cái này thì mình không có mua, tại vì mấy cái này cũng giống như ở siêu thị thôi, cho nên không có mua. Đây là táo. Hái sẵn thì rẻ hơn. Thường ở mấy chỗ này họ hay bán bổ sung thêm mấy cái sản phẩm như thế này. Nhưng mà mình thì không có mua, tại vì mấy cái sản phẩm này mình có thể mua ở trong siêu thị được. Thôi bây giờ Linh đi về đây. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha. Hẹn gặp mọi người ở lần sau.